Từ xưa, nhiều môn phái võ thuật và các trường phái đông y đều nhấn mạnh việc luyện khí công là phương pháp chủ yếu để giữ gìn và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, cũng có nhiều truyền thuyết về các giai thoại gần như siêu việt về khí công được nhiều người nói tới, chẳng hạn như đoạn trích sau đây. Chỉ thấy cụ Lưu Văn Khanh cất bàn tay trái lên, có một luồng hào quang màu hồng như tia sáng mặt trời phóng ra từ tay cụ. Đó chính là công phu nổi tiếng, võ đan long môn thất ất kim thích chưởng. Tiếp đó, cụ lại biểu diễn hắc phong chưởng, một luồng khí sắc đen từ huyệt lao cung của bàn tay trái phóng ra tựa như một luồng khói đen, khiến mọi người chứng kiến sửng sốt, kinh ngạc và thán phục. Mai hoa chưởng của cụ lại càng tinh diệu hơn nữa, một luồng khí sắc trắng như khói từ tay cụ phóng ra kèm theo âm thanh vù vù, khiến hơn 200 con người hâm mộ đứng xem, lặng người kinh ngạc và sau đó hoan hô vang dậy. Cụ Lưu cười ha hả nói, các vị vất vả quá rồi và đã có vẻ mệt nhọc lắm rồi, để tôi giúp các vị bổ khí một chút. Nói rồi, cụ liền cất bàn tay lên lần lượt hướng tới mồm của ba người, phóng ba lần, dược vương chưởng. Ba người đều cảm thấy một luồng khí có vị rất đậm của trung dược từ khoang miệng lan tỏa đến khắp thân thể. Sau đó liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, thư giãn, tinh thần thư thái, sảng khoái vô cùng. Đó là khí công của các kỳ nhân đương đại do Thiên Tùng biên dịch, theo nhà xuất bản Thể thao Hà Nội, năm 1990, trang 6 và 7. Trên đây là một đoạn trích nói về câu chuyện về khả năng siêu việt của khí công gần như là huyền thoại, bởi trong thực tế vẫn chưa có những luận cứu khoa học nào giải thích một cách minh bạch và tường tận về các khả năng sử dụng khí công như vậy. Thái độ của những con người đang chuẩn bị hành trang bước vào thập niên mới không nên vội phê phán và các huyền thoại khí công như vừa kể, mà hãy gác nó qua một bên chờ đợi kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học. Thực chất về công năng của khí công trong việc giữ gìn và tăng cường sức khỏe đã được khoa học chứng minh. Thật vậy, ngày nay khoa học cho ta biết rất rõ cơ thể và đặc biệt là các bắp thịt trong lúc hoạt động rất cần khí oxy để tiêu khử khí carbonic, oxy tiềm tàng trong không khí được hít vào phổi rồi hòa tan vào huyết để được tải khắp cơ thể, cũng tải về phổi khí thắng do các bộ phận khác tiết ra để được thải ra ngoài lúc thở ra. Như vậy, khí và huyết là hai yếu tố gắn bó mật thiết với nhau, do đó hai quá trình vận khí và vận huyết cũng gắn chặt với nhau. Lưu thông khí huyết là điều kiện cơ bản trong việc bảo vệ sức khỏe và rèn luyện cơ thể. Tùy theo ý muốn, chúng ta có thể vận dụng bộ máy hô hấp, vận dụng các bắp thịt để thở. Bắp thịt thở chủ yếu là do khoang cách mạc. Vận động của nó đảm bảo 2/5 dung tích không khí ra vào. Khoang cách mạc nằm thành một vòng giữa ngực và bụng. Phía trên là phổi và tim, phía dưới là gan, dạ dày và ruột. Lúc khoang cách mạc co thắt để hạ xuống 2-3 cm, nếu tập nhiều có thể hạ đến 10-25 cm. Lúc ấy, lồng ngực và phổi giãn ra, cơ bụng phình lên vì gan, ruột bị đẩy xuống, không khí được hít vào, khoang cách mạc sẽ trở về chỗ cũ, phổi bị ép lại, không khí được đẩy ra bên ngoài. Lúc ấy, ruột gan bị kéo lên và bụng thoát lại. Như vậy, lúc hít vào thì bụng phình lên và lúc thở ra bụng lại thoát lại. Bắp thịt bụng cũng giúp vào việc thở, đặc biệt là lúc thở ra. Khi ấy, khoang cách mạc đi lên, cơ bụng thắt lại, đẩy ruột gan lên, do đó thở ra được sâu hơn. Tóm lại, cần nhớ nguyên tắc thoát bụng thở ra, phình bụng thì hít vào. Ngoài khoang cách mạc và cơ bụng, giữa các xương sườn cũng có nhiều cơ nối liền hai xương với nhau, phía trong và phía ngoài. Lúc các cơ liên sườn bên ngoài co thắt lại, xương sườn bị kéo ra, lồng ngực phồng lên giúp cho không khí đi vào và ngược lại. Khi các cơ liên sườn bên trong kéo sườn vào thì lồng ngực thắt lại, không khí bị đẩy ra. Vì phía dưới của phổi rộng hơn phía chóp phổi, do các xương sườn rất cứng, gồm toàn xương từ trước ra sau, không như các xương sườn nằm phía dưới, gồm một phần sụn ở phía trước nên lồng ngực phía trên không co giãn được bao nhiêu. Những bắp thịt níu vào các xương sườn phía trên và xương đòn gánh đóng góp vào việc đưa không khí ra vào đáng kể. Thông thường, khá nhiều người cứ lầm tưởng bắp thịt, tức bắp thịt bị kéo từ cánh tay đến giữa ngực là bắp thịt để thở. Nên lúc tập, thường đưa vai lên, kéo căng phần trên của ngực trái với sinh lý tự nhiên. Thở bụng, tức là vận dụng khoang cách mạc, cơ bụng, cơ liên sườn phía dưới là cách thở hiệu quả cao nhất, rèn luyện các bắp thịt cho thật nhuần nhuyễn. Trong lúc thở, nắm được cho mình đang vận dụng bắp thịt nào là công tác cơ bản của khí công.
Nói một cách tổng quát, cần nắm vững những động tác sau đây. Lúc thở ra, khoanh kết mạc đưa lên, bụng thoát lại, cơ liên sườn và cơ bụng kéo sườn vào. Lúc hít vào, khoanh kết mạc hạ xuống, bụng phình lên, cơ liên sườn kéo sườn ra. Thở ra dài hơn hít vào càng sâu càng tốt. Lúc hít vào xong, có thể giữ hơi lại một chút. Sách xưa thường nói rằng lúc hít vào, khí xuống đan điền, tức bụng dưới, thực ra là vì khoanh kết mạc đẩy ruột xuống dưới nên bụng phình ra. Bình thường, lúc ngồi yên hay làm việc nhẹ, dung tích không khí ra vào phổi khoảng chừng 0,5 lít và người thở cũng chừng 12 đến 16 lần trong một phút. Khi vận động, nhất là vận động nhanh như chạy đua, đấu võ, lưu lượng không khí ra vào có thể gấp 15 hay 20 lần. Lúc ấy, dung tích không khí ra vào cơ thể có thể lên tới 4 đến 6 lít. Tần số thở cũng tăng lên gấp đôi hoặc hơn. Muốn tăng lưu lượng, phải tăng chủ yếu khả năng hoạt động của khoanh kết mạc lên, xuống thật nhiều và nhanh. Nếu cần, có thể cho không khí qua vào miệng, vì con đường này rộng hơn và ít khúc khuỷu hơn là con đường qua mũi. Nhưng nếu ta không vận động nhiều, không cần lưu lượng không khí ra vào, thì cũng không nên đưa quá nhiều oxy vào cơ thể, khử quá nhiều khí thán ra ngoài. Vì thế, có thể gây đến choáng váng. Lúc ngồi yên, điều hòa nhịp thở cho thật đều đặn, nhẹ nhàng, dài và sâu, chủ yếu để điều hòa hoạt động của nội tạng, làm cho thần kinh thoải mái. Nhịp thở lúc ấy là 1 cho đến 4 lần trong 1 phút. Tóm lại có 2 phương pháp khí công. Lúc vận động nhiều, thở sâu và nhanh, có thể cho không khí qua miệng để tăng cường lưu lượng không khí ra vào, cung cấp nhiều oxy và khử nhiều carbonic. Lúc vận động ít, không vận động thì thở nhẹ, dài, sâu, rất chậm và toàn thể con người yên tĩnh điều hòa lại. Nếu hoàn cảnh cho phép, nhắm mắt lại và tập trung ý nghĩ vào từng nhịp thở. Có thể tập khí công trong tư thế nằm cũng được, đứng hay ngồi, miễn sao vận dụng được khoanh kết mạc một cách dễ dàng, kết hợp với nhiều động tác tập tay, chân trong khí công cũng được. Khi rèn luyện xong rồi thì lúc vận động, nhịp thở và động tác tay chân sẽ tự nhiên điều phối nhịp nhàng với nhau. Kỹ thuật của người khí công đơn giản, tập vài lần sẽ quen, chủ yếu là đừng đưa vai lên trong lúc thở. Đừng cho vận động của lồng ngực tréo với vận động của khoanh kết mạc. Vì có khi ta cho lồng ngực căng lên để hút không khí vào, đồng thời lại thoát bụng, đẩy khoanh kết mạc lên, đẩy không khí ra. Động tác của khoanh kết mạc, cơ bụng và cơ liên sườn cần được phối hợp chặt chẽ trong lúc tập khí công điều hòa. Cần chú ý làm chủ nhịp thở, thở thật đều là chủ yếu, không để nhịp thở rối loạn. Nói một cách tổng quát, tập khí công cần dựa vào những thành tựu khoa học thực tế để việc tập luyện trở nên vận động sinh lý tự nhiên của cơ thể, hầu tránh được những bệnh tật của cơ thể phát sinh, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho khí oxy vào cơ thể giúp các tế bào hoạt động tốt hơn, cũng như đưa khí carbonic ra khỏi cơ thể, tạo môi trường tốt đẹp và an toàn cho cơ thể của mình. Được như vậy, sức khỏe chắc chắn sẽ tăng tiến, từ đó khả năng sử dụng võ công cũng tiến bộ là lẽ đương nhiên.